tay buông xuôi bên đùi, bước chân phải sang cạnh, hai tay nâng lên, thu chân trái về sau, hai tay hạ xuống chéo. Đổi bên trái, tay phải đặt trên vai, tay trái vuốt cùng chân chuyển trước sau. Chân dậm tại chỗ, hai tay mở vòng tròn từ trong ra ngoài. Chân bước đúp sang trái, tay lượn nhấn xuống hai lần, đổi bên, đưa chân trái, phải về trước, hai tay đánh xuống, chân bước đúp sang trái, tay dập dình xuống, lên rồi hất sang, đổi bên. Nhấn chân trái, tay trái vẽ vòng từ dưới lên thẳng vai, đổi bên. Bước xoay 1/2 vòng về trước, tay hạ dần xuống. Chân bước đúp sang trái, tay lượn nhấn xuống hai lần, đổi bên, đưa chân trái, phải về trước, hai tay đánh xuống, chân bước đúp sang trái, tay dập dình xuống, lên rồi hất sang, đổi bên. Nhấn chân trái, tay trái vẽ vòng từ dưới lên thẳng vai, đổi bên. Đưa chân trái, phải về trước, kết hợp tay và chuyển hướng. Thực hiện động tác 4 lần.